sir, yes sir. Yes sir! Yes sir! Ah, damn bro! Bất ngờ chưa? Bất ngờ chưa? Ôi gặp bóng, gặp người thật thì còn bất ngờ hơn nữa. Rồi, tỷ lệ thắng 99%, thở hộ. Alo, thở hộ kính nhờ. Làm tí đi, làm tí đi. Làm tí đi bạn ơi. Thở hộ cái. Bán TF một mờ á. Tôi không có nhu cầu lắm, không hứng thú lắm. Ôi không cần đâu. Trước hết là xin cảm ơn tấm lòng của bạn đã. Cảm ơn cái tấm lòng thơm tha của người anh em. Nhưng mà ấy lắm. Cái hình ảnh nó tệ lắm bạn ạ. 12 seconds later. Thế cái tầm này mà bạn banh cho tôi khoảng tầm 10 triệu tiền tinh thì tôi bán 10 con TF thì tôi cũng bán chứ đừng có nói là. Đấy, đây này. Cái phần mềm này tôi mới phát hiện ra một cái hay này. Là khi mà vào trận đấu ấy, nó còn tính luôn cả cái rank trung bình của 8 người chơi vào với nhau. Các bạn nhìn này, 146,8 cho là 147 đi. 147 mà ví dụ như các bạn mà cao rank hơn 147 thì các bạn chơi, các bạn thắng, các bạn sẽ cộng ít điểm. Đấy, nếu như các bạn cái mức rank của các bạn thấp hơn 147 thì các bạn thắng thì các bạn sẽ có tỷ lệ cộng điểm nhiều hơn một chút. Oh my god. Chính nó đấy. Đúng, cứ đủ tanh là mạnh. Tôi đồng ý với quan điểm đó. Thế nên là mình cứ có cơ hội mà bắt được mấy cái con mà nó có thể làm tanh được. Về late game mà 2 tiền, 3 tiền cứ bắt. Thừa tiền thì cứ bắt. Bắt được một con siêu sao hợp lý thế này chắc là tôi sẽ để qua tân chợ thì mới up cấp. Con này vẫn hữu dụng, dùng được thêm 2 round nữa. Nếu mà tình hình như thế này thì xin thưa với các thượng đế của tôi là không còn siêu sao Ari nữa. 1+2 là 3, 4, 5. Đấy, 4 × 4 là 8. Như vậy là trong kho chỉ còn 2 con nữa thôi. Chà chà. Nan đề đấy. Quả là một nan đề đấy. Vậy thì tôi lại chuyển sang cho tôi Twitter Fate rồi. Đi tìm Blitz của Rank cũng là một nan đề tiếp này. Mất cả siêu sao Blitz. Bây giờ chỉ còn mỗi siêu sao Twitter Fate là hợp lý nhất thôi. Vẫn phải giữ con Ari này, nhốt con Ari này được. Thậm chí là giữ thêm con nữa. Nó là điều cần thiết đấy, chắc chắn nó là điều cần thiết đấy. Wow.
chưa? Cho tuyết sắc vào còn ngon hơn. Ui cha, con Peter Fate cầm đồ này ném khỏe điên. Sao vậy? Sao vậy ta? Bài vệ binh ở châu quá trời châu à. Chúng mình ở châu để luôn cả Sona đỏ kìa. Sona đỏ với chúng tôi này. Sona đỏ với chúng tôi này. Ok nó rôn, ok nó rôn rồi. Ok nó rôn rồi, chết rồi, nó đi rôn tìm cái Twitter fan của tôi. Tôi không muốn lịch sử lặp lại đâu. Chưa là gì. Yes sir. 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 Ah, damn, bro. Bất ngờ chưa? Bất ngờ chưa? Ôi gặp bóng, gặp người thật thì nó còn bất ngờ hơn nữa. Phải là gặp người thật cơ. Bất ngờ chưa nhóc? Khi các nhóc đang tranh nhau với con Ari này thì thì anh đã sắp sửa chú rồi. Mẹ đồ qua người con này không được, không cần thiết, võ phu thì nó mới làm như thế rồi. Tỷ lệ thắng 99%, thở hộ. Alo, thở hộ kính nhờ. Làm tí đi, làm tí đi. Làm tí đi bạn ơi. Thở hộ, thở hộ cái. Thua bóng ấy. Thua bóng nha, nhìn tới rồi nha. Bán TF 1M 1 triệu á. Thôi không có nhu cầu lắm, không hứng thú lắm. Thôi không cần đâu. Kể cả là bạn vừa rồi có nói đùa hay nói thật thì tôi cũng xin trước hết là xin cảm ơn tấm lòng của bạn đã. Cảm ơn cái tấm lòng thơm tha của người anh em. Nhưng mà hời lắm, ấy lắm, ấy lắm. Cái hình ảnh nó tệ lắm bạn ạ.
thấy cái tầm này mà bạn banh cho tôi khoảng tầm 10 triệu tinh tinh rồi tôi bán 10 con TF thì tôi cũng bán chứ đừng có nói là. Không phải 10M đấy, 3M không phải lắm đâu, 10M. 10M thì nghe nó hấp dẫn hơn. Vẫn còn mà, vẫn còn 3 con Blitz nữa cơ mà. Ủa, hai lần kia cầm Ahri rồi mà Ron vẫn ra Ahri ạ. Tầm banh cho tôi 10M tôi bán cả cái bàn cờ ấy luôn. Sunada 6 vệ binh kẹp Sunada hợp lý quá. Hả? Mai có clip TF á, đúng là như vậy đó, đúng là như vậy đó.